Giao lộ thời gian mùa 3, điểm chạm mới trong âm nhạc. Chương trình âm nhạc Giao lộ thời gian do FPT Play sản xuất đã chính thức ra mắt mùa 3 với nhiều sự đổi mới. Chương trình dự kiến có 12 số được trình chiếu vào 20 giờ thứ bảy tuần thứ hai và tuần thứ bốn mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 trên các nền tảng FPT Play. Sau hai mùa được trình chiếu, chương trình âm nhạc Giao lộ thời gian đã nhận được sự yêu mến và trở thành món ăn tinh thần của đông đảo khán giả yêu nhạc. Những màn đổi hit ấn tượng giữa các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ dường như đã trở nên quen thuộc với khán giả mỗi cuối tuần. Kế thừa và phát triển những nét đặc sắc tạo nên dấu ấn kể trên, mùa 3 sẽ mang đến sự đột phá trong phong cách âm nhạc và hình thức trình diễn. Lựa chọn những ca khúc vang bóng một thời là điểm nhấn chính, chương trình sẽ là sự giao thoa giữa nhiều bản nhạc xưa cùng loạt ca khúc hiện đại trong các bản phối đặc biệt. Những ca khúc tưởng chừng như đã quen thuộc sẽ được khoác lên mình thanh âm mới bởi bàn tay biến tấu tài ba nhạc sĩ Dương Cầm trong vai trò giám đốc âm nhạc. Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, tiêu chí đặt ra của phiên bản mới là làm thế nào để những ca khúc, dù hiện đại hay đã quen thuộc với nhiều thế hệ đều phải khác biệt hơn so với bản gốc cũng như phù hợp với từng ca sĩ thể hiện. Chính vì thế, trong mùa 3 này, những bản nhạc xưa cùng ca khúc đương đại sẽ có sự kết hợp đặc biệt, tạo cảm hứng cho khán giả ở mọi lứa tuổi khi thưởng thức âm nhạc. Điểm thú vị của Giao lộ thời gian mùa 3 nằm ở ba gương mặt nghệ sĩ Phạm Đình Thái Ngân, Nhật Thùy, quán quân Việt Nam Idol 2014 và Quỳnh Anh, Á quân Sao Mai 2019. Đây sẽ là ba sứ giả âm nhạc xuất hiện xuyên suốt trong tất cả số phát sóng mùa 3 của chương trình. Những câu chuyện kể bằng giai điệu thuộc nhiều chủ đề sẽ được các nghệ sĩ truyền tải đến khán giả một cách sống động, mang đậm tinh thần tuổi trẻ. Nhân tố hấp dẫn khiến khán giả phải chờ đợi đến mỗi số của chương trình chính là những giọng ca nổi tiếng, theo đuổi đa dạng dòng nhạc và phong cách biểu diễn như Võ Hạ Trâm, Thanh Duy Idol, Hà Lê, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương hay Mai Tiến Dũng. Đến với Giao lộ thời gian mùa 3, các nghệ sĩ sẽ vượt qua giới hạn của bản thân để thăng hoa cùng những ca khúc đã ăn sâu vào tâm trí khán giả. Nhưng này được thay màu áo mới bằng những bản phối phá cách. Đặc biệt, chỉ có ở mùa 3, loạt nhân vật khách mời ngồi ghế bình luận như nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực hay những nghệ sĩ có tình yêu mãnh liệt dành cho dòng nhạc xưa sẽ cùng host của chương trình, MC Đinh Tiến Dũng. Chia sẻ cảm nhận khi thưởng thức những ca khúc bất hủ qua cách cảm nhận và thể hiện của những nghệ sĩ trẻ. Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, chia sẻ, ekip thực hiện chương trình rất vui vì qua chương trình Giao lộ thời gian, những ca khúc có tuổi đời hàng thập kỷ như có sức sống mãnh liệt hơn, được nhiều khán giả trẻ yêu thích hơn. Tiếp nối thành công của hai mùa trước, chương trình Giao lộ thời gian mùa 3 tiếp tục là điểm giao thoa của nhiều thế hệ và cá tính âm nhạc. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là mang đến cho những ca khúc nhạc xưa hơi thở của thời đại, đồng thời tạo màu sắc mới mẻ cho những ca khúc đương thời. Đây chính là sợi dây kết nối nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc nói chung và gắn kết các thế hệ trong gia đình nói riêng khi theo dõi những chương trình giải trí. Bà Tô Nam Phương thông tin, số đầu tiên của Giao lộ thời gian mùa 3 với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Duy sẽ lên sóng vào 20 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 7 trên FPT Play.